Điểm thứ hai, ý định phá rối đã có từ rất sớm trước sự kiện. Việc Tân Ontario và một vài hội đoàn có liên quan khác từ đầu đã lên kế hoạch áp đặt điều kiện và gây phá rối từ rất lâu trước khi chương trình diễn ra. Tháng 1 năm 2023, trước khi tụi con tham gia thiện nguyện về Việt Nam cùng hội Better Future for Kids Annual Mission Trip, tụi con có tham gia sự kiện Taste of Southeast Asia Lunar New Year Festival nhằm mục đích vui xuân cho tất cả cộng đồng của các nước Đông Nam Á ở thành phố Toronto sau 3 năm đại dịch, và cũng để gây quỹ cho chuyến đi Mission Trip ở Việt Nam. Taste of Southeast Asia, viết ngắn là Taste of Sea, là tên chính thức của chương trình. Chúng con dùng tên gọi hội chợ Tết Đông Nam Á để giao thiệp dễ hiểu hơn với cộng đồng Việt Nam. Chương trình của chúng con được xây dựng cho tất cả các cộng đồng khác nhau, với chủ đề và cảm hứng đa dạng từ hơn 20 quốc gia trong khu vực Đông, Nam và Đông Nam Á. Ở đây, chúng con có sự xác định rõ ràng. Sự kiện này không phải là hội chợ Tết hoặc là chương trình Tết Việt Nam dành riêng cho cộng đồng Việt Nam. Từ ngày đầu công bố sự kiện vào tháng 9 năm 2022, ban tổ chức luôn xác nhận rằng Taste of Sea là chương trình văn hóa đa sắc tộc. Chúng còn không bao giờ dùng tên để gây hiểu lầm là chương trình này chỉ dành cho Việt Nam. Ví dụ như Taste of Tết hoặc là Vietnamese New Year. Bởi vì chúng con không đại diện cho bất kỳ hội đoàn nào mang tính cộng đồng để tổ chức sự kiện chỉ dành riêng cho cộng đồng Việt Nam. Từ khi chương trình được bắt đầu công bố đến ngày diễn ra sự kiện vào tháng 1 năm 2023, ban tổ chức luôn giữ vững mục tiêu của sự kiện chỉ tập trung vào quảng bá văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực, tuyệt đối không liên quan đến những vấn đề hoặc tranh luận về lá cờ, chính trị, tôn giáo. Một trong quy luật của hội chợ Taste of Sea là No Political Flag or Showcasing. Hiện tại, bao nhiêu nước ở vùng Đông, Nam và Đông Nam Á đang tranh chấp và chiến tranh với nhau chỉ vì những chủ đề chính trị, tôn giáo. Nên sự kiện này là nơi để tất cả cộng đồng có thể chung vui nhân dịp năm mới âm lịch, bỏ lại sau lưng sự khác biệt về chính trị, tôn giáo đã và đang chia rẽ chúng ta hàng ngày. Riêng tụi con, người Việt, là thành viên trong ban tổ chức, đã cùng hợp tác với rất nhiều người thuộc cộng đồng sắc tộc khác, với hơn 100 thiện nguyện viên từ nhiều sắc tộc khác nhau, đã cùng chung tay góp sức để chia sẻ và quảng bá văn hóa, ẩm thực, âm nhạc và trang phục của nước họ ở Taste of Southeast Asia. Đặc biệt, với con, bạn bè, gia đình và thiện nguyện viên từ cộng đồng Việt Nam, rất vui sướng khi nhìn thấy những trang trí ngày Tết, trang phục Việt Nam, những gian hàng món ăn Việt Nam được rất nhiều người cộng đồng nước khác khen ngợi. Mọi người đều vui vẻ gặp nhau trong tình yêu thương sau 3 năm đại dịch. Taste of Southeast Asia trở thành một sự kiện tiếp theo mà con vô cùng hạnh phúc, được góp phần nhỏ bé để gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam mình đến các nước bạn thuộc cộng đồng Đông Nam Á bên cạnh Taste of Vietnam Festival. Tuy nhiên, tụi con không bao giờ ngờ rằng một sự kiện đáng lẽ rất tốt đẹp đón chào một năm mới 2023 lại có những chuyện không hay xảy ra. Tụi con xin chia sẻ như sau. Tháng 9 năm 2022, ban tổ chức đã công bố về sự kiện Taste of Southeast Asia. Rất nhiều việc ban tổ chức đã làm để công bố và xác nhận quy định của sự kiện, để tránh gây ra bất ngờ cho những người tham gia sự kiện như sau. Poster hoặc là bích chương của chương trình gồm hơn 14 phiên bản khác nhau, đại diện cho những nền văn hóa khác nhau trong khu vực Đông, Nam và Đông Nam Á, được dán tại nhiều nhà hàng như quán ăn Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, cũng như gửi đến nhiều hội đoàn và doanh nghiệp, ví dụ như Sứ quán Malaysia, Indonesia, Hội người Lào, Hội người Ấn Độ, Nhóm bổ công Thái Lan, Nhóm bổ công Trung Quốc,
chùa Trung Quốc, chùa Việt Nam, nhà thờ Hàn Quốc, doanh nghiệp Philippines, doanh nghiệp của người Canada, vân vân. Tất cả đều sử dụng những chi tiết về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đặc trưng cho mỗi nền văn hóa. Không sử dụng hình ảnh hoặc biểu tượng nào mang tính chính trị. Hơn nữa, những quảng cáo ở trên mạng xã hội như Facebook hoặc Instagram và ở trên truyền thông như thời báo của cộng đồng Việt Nam, Epoch Times của cộng đồng Trung Quốc hoặc Toronto Star của người bản xứ Canada đều không đả động gì đến bất kỳ biểu tượng chính trị. Còn nữa, hợp đồng với các gian hàng, nghệ sĩ, khách mời, khách mua vé, tất cả đều ghi rõ ràng quy luật của chương trình trước khi được đồng ý và ký tên. Khách mua vé trước khi đến sự kiện bằng việc mua ở trên trang web thaysubsea.com hoặc là trang web của Eventbrite đều đọc được những điều khoản của chương trình trước khi mua, ghi rõ ràng trong phần details trước khi họ phải nhập thông tin credit card. Ngày 20 tháng 11, 2022, tụi con nhận được lá thư với chủ đề Thư ngỏ gửi cô Kelly và ban tổ chức Taste of Southeast Asian. Đồng ký tên Hội Phụ nữ Việt Nam Toronto, Hội Bảo tồn Văn hóa Hùng Vương, Hội Cựu Quân nhân Quân lực Việt Nam Cộng hòa Ontario, Cơ sở Việt Tân Ontario, Ủy ban Đài Tưởng niệm. Nội dung chính của lá thư là muốn áp đặt việc chào cờ vào trong chương trình của chúng con. Trong thời điểm đó, ban tổ chức tụi con rất bận lo cho chương trình, không có thời gian để hồi âm. Sau lá thư này, ở trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện rất nhiều những bài viết kêu gọi tẩy chay, gọi chúng con là ma quỷ, xúc phạm đến cả Chúa của chúng con, cũng như là dùng những từ ngữ đầy miệt thị và xúc phạm. Tụi con cũng không hồi âm. Sau khi các nhóm này gửi lá thư áp đặt điều kiện lên chương trình và liên tục có những phát biểu mang tính đe dọa, thì ngày 4 tháng 12 năm 2022, một người tên là Ánh Nguyễn liên lạc với con, là người đại diện đăng ký cho những gian hàng trong cộng đồng Việt Nam, để đăng ký gian hàng non-food với giá 1.050 đô Canada, cộng thêm damage deposit, cộng thêm sales tax để bán đồ lưu niệm. Cô Ánh Nguyễn đã ký, sign và ký ký tự initial trong hợp đồng một cách hoàn chỉnh, tức là cô biết đọc tiếng Anh và hiểu mình đang đăng ký vào những điều khoản nào, trong đó bao gồm cả điều khoản không trưng bày cờ hoặc biểu tượng chính trị. Lại nói, khách mua vé ở cổng đều có cơ hội đọc được quy luật của sự kiện, trong đó ghi rõ điều khoản No Political Flag and Showcasing, được dán nhiều nơi, trên 6 cánh cửa kính trước khi vào lobby, ở ngay bàn bán vé, ở trong lobby, và khi đã đi qua lobby rồi, thì điều kiện của chương trình lại còn được dán ở trên 4 cánh cửa gỗ trước khi được vào ở bên trong.
ngày thứ Bảy và Chủ nhật 14-15 tây tháng 1 năm 2023, cô Ánh Nguyễn đến cùng với nhóm gây rối cố tình né tránh lực lượng bảo vệ an ninh ở cổng bằng cách giấu giếm. Khi lọt vào bên trong thì trưng bày hình ảnh lá cờ và biểu tượng chính trị. Cô Ánh Nguyễn và những cá nhân này xác nhận rằng gian hàng này thực chất là do tổ chức Việt Tân Ontario đăng ký. Tôi khi mà hội đảng Việt Tân có một cái bàn ở đây và đây còn mấy cái cô chú này đi vào để ủng hộ tinh thần của mọi người đây. Để quay cho mọi người xem cái booth của Việt Tân một lần nữa nha. Mấy anh chị là mang từng món vào đó. Tại vì nó cấm ngay từ cửa. Thế mà ở đây đó, ngay tại Canada này, chính là người Việt Nam mà cũng là người đã từng chạy trốn, lại cấm không cho đeo cờ Việt Nam Cộng Hòa, không cho đeo những cái biểu tượng, bất kể cái gì mà liên quan tới là Việt Nam Cộng Hòa, là văn hóa, là dân chủ, là nhân quyền. Những cái cuốn sách này họ sẽ yêu cầu gỡ bỏ ra hết. Họ sẽ yêu cầu gỡ bỏ. Vâng, đúng ạ, họ không có quyền. Tuy nhiên họ lấy cái quyền của ban tổ chức. Họ nói rằng họ là ban tổ chức và họ có contract, có hợp đồng. Họ có hợp đồng và họ sẽ cấm cản điều đó. Con dám hỏi quý vị. Thứ nhất, bắt đầu từ lá thư ngỏ ký tên những hội đoàn khác nhau, trong đó có nhóm Việt Tân Ontario. Rồi thứ hai, rồi những bài viết đòi tẩy chay sự kiện Thay Sắp Sao East Asia trên mạng xã hội. Thứ ba, đến tháng 12 thì cô Ánh Nguyễn liên lạc với ban tổ chức đăng ký gian hàng bán đồ lưu niệm phi chính trị như cam kết trong hợp đồng với danh nghĩa cá nhân để bán đồ lưu niệm. Thứ tư, vậy mà rồi đến ngày sự kiện thì gian hàng đăng ký với tên Ánh Nguyễn tự động biến thành gian hàng Việt Tân Ontario. Dám hỏi quý vị, cái đó không phải là cố tình quấy phá, có toan tính từ trước của những nhóm gây rối và nhóm Việt Tân Ontario hay sao? Không lẽ, trong hết cả cộng đồng và dịp Tết chỉ có một sự kiện Thay Sắp Si mà họ nhất thiết phải đến dưới danh nghĩa là vinh danh lá cờ thôi sao? Tại sao họ không tự tổ chức sự kiện của riêng họ để làm việc mà mình muốn nhưng mà phải viện vào sự kiện của người khác?